Vậy các bạn thấy là mình sẽ có được cái tiến trình cấp phép dựa trên cái lược đồ này. Từ từ nè. Như vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đi tìm ma trận nick. Công thức của chúng ta là bằng gì? Bằng mass trừ cho allocation. Như vậy chúng ta sẽ tính được cái nick của cái ma trận cho tiến trình B1. Và tương tự như thế, các bạn tính được cho, xin lỗi lúc nãy chúng ta tính B0, tương tự chúng ta tính cho B1, B2, 3 và 4. Thì chúng ta chỉ cần copy công thức này xuống là chúng ta đã có được cái ma trận nick của chúng ta. Tính được ma trận nick dễ không? Có ai tính khác số này không? Sau khi chúng ta có ma trận nick rồi, chúng ta đi đến tiếp bước thứ hai. Nó có một cái loại bài toán là hệ thống đang làm việc như thế này, thì một tiến trình nào đó nó yêu cầu thêm, thì cái ma trận work của chúng ta nó sẽ khác available. Còn hiện nay đối với bài toán đơn giản, bài toán những bài toán đầu tiên, thì work nó bằng available luôn. Như vậy chỗ này chúng ta chỉ cần bằng available là xong. Như vậy cái bước 1 là chúng ta, bước 2 chúng ta đã làm xong. Bây giờ bước 3, kiểm tra xem cái ma trận work này nó có đủ lớn hơn hoặc bằng một cái nick của một tiến trình bất kỳ nào đó hay không. Như vậy chúng ta có 2, 3, 3. Thì ở đây có 2, 2, 0. Ít nhất là tiến trình này. Rồi 1, 1, 1 là hai tiến trình mà chúng ta có thể cấp phát được, đúng không? Hai tiến trình nha. Tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Lúc đầu bây giờ chúng ta sẽ cấp phát cho B0 trước nhé. Đến đây kịp không? Đến đây là bước thứ ba, mình kiểm tra cái work nó có đủ lớn hơn hoặc bằng một cái nick của một tiến trình bất kỳ nào đó. Vậy thì thầy đang kiểm tra là 233 nó lớn hơn 220 và nó lớn hơn 111, được không? Rồi, như vậy thì mình sẽ chọn cấp phát một trong hai tiến trình này. Chú ý giùm cho thầy, có thể mình cấp phát theo tiến trình không thì chuỗi sẽ không an toàn, nhưng ngược lại cấp phép cho tiến trình 3 thì an toàn. Cái đó là chưa biết ha. Nhưng khi mình làm, nếu mình cấp phép đầu tiên là theo tiến trình 0 mà bị không an toàn cái là mình phải cấp phép lại. Chứ không phải là cứ không an toàn là kết luận không an toàn là sai đấy. Rồi, chúng ta cấp phép cho tiến trình 0 trước. B0. Rồi với B0 thì sau khi chúng ta cấp phát xong, cái chữ là cấp phát cho tiến trình Y, tức là thầy ghi B0 là cấp phát rồi đó. Mình không làm gì thêm cả. Bước thứ tư, mình tính lại ma trận work bằng cách lấy cái ma trận cũ cộng với allocation của tiến trình mình đang cấp phát. Vậy thì nó bằng cái allocation cũ mình cộng với cái tiến trình đang cấp phát là B0. Lại đây. Như vậy cái mình thu về là 245. Bây giờ tiến trình này mình cấp phát rồi, mình ghi là rồi, để cho mình khỏi có nhầm, khỏi phải xét nữa. Đó, trong vở các bạn thì các bạn đánh dấu chấm hay là làm gì đấy tùy. Nhưng mà chúng ta nhìn là chúng ta biết là tiến trình này cấp phát rồi. Và tiếp tục 245 thì chúng ta sẽ có thể cấp phát được cho hai tiến trình này. B2 cũng được đúng không? B2 hoặc B3, cái nào trước cũng được cả. Như vậy thì nếu vậy chúng ta sẽ cấp phát cho B2 xem nó có cái gì. B2 thì sau khi mình cấp phát xong, mình sẽ quay trở lại cái bước số 4 là work bằng work cộng allocation bằng work cộng cho location của B2.
4, 4, 5. Và tương tự như vậy thì V2 mình đã cấp phát rồi, mình ghi là rồi. Bây giờ 4, 4, 5 mình có thể cấp phát được cho chỉ có mỗi V3 thôi. V3, đúng không nào? Bởi vì B1 là có 7 là không được, B4 là có 5 là không được, cho nên mình chỉ cấp phát cho B3. Và sau khi cấp B3 thì mình sẽ thu về bằng là work cộng với lại location của B3. Năm năm sáu. Và khi cấp phát cho B3 là 556 rồi thì chúng ta sẽ ghi chữ rồi ở đây. Bây giờ 556 với lại 374 và 050 thì mình cấp phát được cho B4. Đủ lớn hơn B4. Và bây giờ lấy giá trị trở lại là bằng cái work hiện nay cộng với lại cái location của B4. Và chúng ta có là 796. Vậy thì mình đã cấp phát được cho B4. Và còn cuối cùng mình xem có cấp được cho B1 không? Được không? 374 mà mình có là 796. Được không? Đủ lớn mà. Mình cấp tiếp cho B1 thì nó sẽ bằng work hiện nay cộng với lại location của B1 và mình thu về là 797. Và đây là giá trị vốn ban đầu của ngân hàng 797. Được chưa nào? Rồi, chú ý nữa. Có một cái dàn bài tập mà người ta không cho cái available, mà người ta cho ma trận này, cho hai này thôi. Và người ta nói rằng vốn ban đầu của hệ thống là có 7 loại tài nguyên A, 9 loại tài nguyên B và 7 loại tài nguyên C. Và yêu cầu các bạn làm. Người ta cho cái này. Và nếu như để mà tính được thì chúng ta bắt buộc phải có cái work đầu tiên. Vậy thì work đầu tiên hiện nay là bằng available. Có nghĩa rằng chúng ta phải tìm được cái giá trị của các cái tài nguyên hiện nay hệ thống đang còn là bao nhiêu. Vậy giả sử người ta không cho 233 mà người ta cho 797, mình có tìm ra được 233 không? Được. Bằng cách nào? Lấy 797 trừ cho B0A, B1A, B2A, B3A, 4A cộng. À đúng rồi. Như vậy thì cái này là hệ thống có maximum, tức là có nhiều nhất, tối đa. Vậy chúng ta xem thử là hiện nay các tiến trình đang nắm giữ bao nhiêu loại A. Và xem loại B, loại C là đang nắm giữ bao nhiêu. Đúng không nào? Đây là những con số mà các tiến trình đang nắm giữ tài nguyên ABC. Vậy chỗ này nó có phải là bằng tổng số tài nguyên trừ cho tài nguyên của các tiến trình đang nắm giữ là 233. Như vậy, giả sử chỗ này người ta cho là tối đa hệ thống có và người ta chỉ cho hai ma trận này thôi thì công tác của mình là phải đi tìm available. Và nó quay trở lại bài tập cũ, không có gì khác cả. Hiểu vấn đề chỗ này không? Nếu trường hợp đây là bài toán bình thường thì người ta cho ma trận allocation, người ta cho max và người ta cho available thì mình làm từ lúc nãy đến giờ đây. Trong trường hợp người ta không cho này, người ta không cho này,
không cho. Mà người ta chỉ cho là 797 là giá trị của các tài nguyên mà hệ thống có. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm cái này. Cái này là available đấy. Là hệ thống đang còn bao nhiêu. Tụi mình hiểu đơn giản thôi. Hệ thống đang có 7 mà cấp cho anh này 0, 0, 2, 1, 2 là hết 5. Hết mấy? Hết 5. Đã cấp cho 5 tiến trình này là 5 loại tài nguyên A thì còn lại là 2. Nha. Như vậy các bạn thấy là đối với bài toán của chúng ta thực ra không khó, nhưng các bạn mới tiếp xúc cho nên các bạn chưa biết mình phải làm gì. Chứ nó không khó.